Ngày 19 tháng 8, văn phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên với lời chú thích khá dễ thương. Bình thường thấy bà chủ vất vả quay phim, nhưng phim hay phải giữ đến phút cuối. Chỉ có thể đợi lúc bà chủ đi làm, tan làm, lén lút chụp ảnh, chụp hình thành công. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh ăn mặc khá đơn giản và thoải mái với áo phông, áo ba lỗ, kết hợp với quần dáng rộng và mũ lưỡi chai. Điều đáng chú ý chính là mái tóc ngắn cá tính của Triệu Lệ Dĩnh. Ngay lập tức trên Hot Search đã xuất hiện chủ đề Triệu Lệ Dĩnh soái quá với hơn 13.000 lượt bình luận và hơn 93.000 lượt like. Đông đảo cư dân mạng đã lên bài khen ngợi phong cách đi làm của Triệu Lệ Dĩnh. Cách chụp người phụ nữ đi làm tan ca thích hợp nhất đã xuất hiện rồi, cảm nhận sâu sắc tạo hình tóc ngắn của Triệu Lệ Dĩnh, gọn gàng, mát mẻ, cực cool. Đẹp và phong độ đều là một cảm giác, phong cách hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh thật sự rất đa dạng, tóc dài dịu dàng, tóc ngắn mạnh mẽ. Rất thích kiểu đẹp tự nhiên này, chú trọng quản lý hình thể. Tất nhiên Triệu Lệ Dĩnh luôn luôn là người đẹp không góc chết, không cần chỉnh sửa cũng rất xuất sắc. Xem Triệu Lệ Dĩnh gia nhập các đoàn phim khác nhau rất giống đang xem truyện xuyên nhanh. Mỗi đoàn phim, một thế giới, một thiết lập nhân vật. Cảm giác Triệu Lệ Dĩnh mang tới cho mọi người hoàn toàn khác nhau. Trước đó một số hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh để tóc ngắn khi gia nhập đoàn phim Hoa Hướng Dương đã được hé lộ. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên phía Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ với người hâm mộ. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang quay bộ phim điện ảnh Hoa Hướng Dương của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Phim kể về nữ tù nhân khiếm thính hắc muội. Trong quá trình cải tạo, quản giáo Đặng Hồng đã tìm một nữ tù nhân hiểu ngôn ngữ ký hiệu Bạch Hồ Ly đến giám sát. Sau khi mãn hạn tù, hắc muội và Bạch Hồ Ly cùng nhau kiếm tiền, hoạt động ở vùng xám của pháp luật. Đồng thời cả hai gặp lại Đặng Hồng ngoài nhà giam, nhờ sự giúp đỡ của nữ quản giáo để thoát khỏi vũng lầy số phận. Hắc muội và Bạch Hồ Ly hướng về phía mặt trời, tái sinh với một tương lai tươi sáng hơn. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai Bạch Hồ Ly. Tờ Soho nhận định, Hoa Hướng Dương là bộ phim truyền cảm hứng, khắc họa chân thực về những người phụ nữ ngoan cường vượt lên khỏi hoàn cảnh khó khăn và vươn mình như những bông hoa hướng dương. Một vai diễn với tâm lý phức tạp như vậy chính là thử thách lớn đối với Triệu Lệ Dĩnh. Song khán giả tin rằng, nữ diễn viên 8X sẽ khắc họa thành công nhân vật Bạch Hồ Ly. Và nếu thành công, cô sẽ tiếp tục được gọi tên tại các lễ trao giải lớn.